Hello, chào mọi người đã quay trở lại với channel của Will. Và ngày hôm nay tiếp tục quay trở lại về video về tập luyện. Hôm nay Will sẽ tập tại nhà nha mọi người ha. Với những động tác ngày hôm nay Will thực hiện với những động tác về Tabata, đúc, mở toàn thân. Hy vọng là mọi người hãy cùng Will mình tập luyện. Để tránh chờ đợi lâu, hãy cùng Will mình khởi động và mình bắt đầu bài tập nha mọi người. Let's go. Là những động tác ngày hôm nay Will thực hiện đã xong mọi người ha. Với động tác này chúng ta sẽ tập thì nó sẽ cải thiện hơn về phần đùi, phần mông, về phần bụng lắm. Đặc biệt là giảm mỡ đó mọi người ha. Và cường độ mọi người tập là sẽ làm mỗi động tác là 12 cái trên một hiệp và chúng ta sẽ thực hiện là 3 hiệp trên mỗi động tác đó ha. Hy vọng là video này mọi người hãy cùng Will tập luyện hàng ngày để mình giảm cái số ký của mình. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem video này. Mọi người xem video này thấy hay, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Will và đừng quên bấm chuông theo dõi để đón xem những video tiếp theo ha. Mọi ý kiến đóng góp của mọi người có thể comment bên dưới video. Will sẽ cải thiện dần dần và xây dựng thêm nhiều nội dung cho mọi người được xem. Một lần nữa cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo. Bye bye mọi người.